Tràng hoa pha lê của sự thực hành không lỗi. Nam mô Guru. Khi vị thầy vĩ đại Bhamakara, một bậc Manjadhara chân ngôn trì, sở hữu truyền thống giáo lý đầy ân phước, đã ẩn cư ở Ngọc Pha Lê tại Mapagong, công chúa xứ Kachin, công chúa Soga đã khẩn cầu chỉ dạy. Vào dịp đó, ngài dạy tràng hoa pha lê của sự thực hành không lỗi này vì lợi ích của những thế hệ tương lai. Những người trong tương lai hãy lưu ý. Đạo sư hóa thân Bhatma nói: khi thực hành giáo pháp tận đáy lòng, con cần có một vị thầy đủ phẩm tính, chân thực và đáng tin cậy, một vị thầy tâm linh hoàn hảo với sự trao truyền không gián đoạn của một dòng truyền thanh tịnh. Nếu vị thầy con là giả, những chỉ dẫn sẽ lỗi lầm và mọi tu hành của con sẽ trở nên hư hỏng. Vì vậy rất nguy hiểm, việc gặp một vị thầy đủ phẩm tính là quan trọng nhất. Hãy nhớ điều này trong tâm. Công chúa Soga hỏi: thưa, sự trao truyền không gián đoạn của dòng phái nghĩa là gì? Vị thầy hóa thân đáp: người ta cần một dòng truyền có sự trao truyền không gián đoạn sự giác ngộ từ pháp thân, báo thân và hóa thân. Dòng truyền của đạo sư Bhatma giống như vậy. Pháp thân Phổ Hiền truyền cho báo thân A Di Đà, bậc trao truyền tánh giác qua những phương tiện thiện xảo cho hóa thân Bhamakara. Con, người phụ nữ, đã nhận được lời dạy của vị hóa thân trong thân người. Con đã được ban sự trao truyền của dòng phái cũng như ân phước của dòng truyền. Đạo sư Bhatma hóa thân nói: những vị thầy không nên ban tâm pháp cho những đệ tử không có mối liên kết về nghiệp. Công chúa Soga hỏi: thưa, điều này có nghĩa gì? Đạo sư đáp: những người như vậy không tôn kính thầy họ và cố giành được giáo lý một cách gian trá. Nếu nhận được, họ nói giáo lý đến từ một nguồn khác và để cho giáo lý khẩu truyền bị lãng phí. Họ không giữ gìn mệnh lệnh của dòng truyền vì không thực hành. Nếu ban giáo lý thâm sâu cho họ, cũng giống như ném bụi vàng ròng xuống mương. Những đệ tử như vậy không phải là pháp khí thích hợp cho sự chỉ dạy. Vì không nhận thức thấu đáo và sẽ thiếu lòng tin, họ sẽ không nhớ giáo lý. Do bạn hướng dẫn khẩu truyền cho người không thích hợp, giáo lý sẽ chỉ trở thành những chữ viết, những quyển sách không ý nghĩa, do vậy là hủy bán pháp. Do ban giáo lý cho người nhận không thích hợp, giáo lý sẽ bị hư hoại. Do đó không nên như vậy. Có khả năng giữ gìn những giáo lý thâm sâu và khéo léo khảo nghiệm những tính cách của đệ tử là điều quan trọng. Hãy ghi nhớ điều này trong tâm. Vị thầy hóa thân nói: không nên dạy giáo pháp cho người tạo ra những quan niệm sai lầm. Công chúa Soga hỏi: thưa, điều này có lỗi gì? Đạo sư đáp: những người không thích hợp như vậy không hiểu được những điểm trọng yếu của hướng dẫn khẩu truyền. Vì thiếu sự trao truyền của dòng phái, tâm họ sẽ không hòa nhập với giáo pháp và cá tánh của họ sẽ trở nên hư hỏng. Dạy pháp cho người trí thức khéo léo trong nghiên cứu khô khan càn huệ và chỉ bám vào những lời lẽ ngụy biện là phỉ báng pháp. Vì phỉ báng pháp, người phỉ báng sẽ tích tụ nghiệp xấu, và chính con vì tức giận họ cũng sẽ tích lũy hành động xấu. Do đó, cả hai vị thầy và đệ tử không thích hợp đều tích lũy nghiệp xấu vì giáo pháp, nên không cần phải làm thế.
Không nên làm cho giáo pháp uyên thâm trở thành một món hàng mua bán, mà hãy thực hành kiên trì nơi hoang vắng và hòa nhập tâm con với giáo pháp. Vị thầy Bát Ma Hóa Thân nói: đừng giữ lại những đệ tử làm cho giáo huấn bị uổng phí. Công chúa Soga hỏi: thưa, điều này có nghĩa gì? Vị thầy đáp: người kinh doanh ham thích danh lợi thế gian để nhu cầu hằng ngày chiếm hết thì giờ của họ và không xem việc thực hành là sự theo đuổi chính. Họ thỏa mãn với những từ như thực hành, thọ nhận hay hiểu biết giáo pháp. Vào lúc có khả năng kiếm được dù chỉ một món tiền nhỏ hay danh tiếng, thực phẩm hoặc của cải, giải trí hay kính trọng, họ sẽ không duy trì giáo huấn, ngay cả dù đã có sự chỉ đạo bí mật của vị guru họ. Trái lại, họ giải nghĩa giáo lý không cẩn thận, hòa lẫn sự lừa bịp và giả dối. Không nên truyền đạt hướng dẫn khẩu truyền cho người đi theo hay đệ tử thích lừa bịp. Họ sẽ lợi dụng vị thầy và giáo pháp. Giáo pháp và giáo lý sẽ trở nên hư hoại. Không nên ban cam lộ bất tử cho người khác mà mình không tự uống, và chỉ trao cho những người thành thật quan tâm. Vì sửa đổi sai lạc giáo lý thâm sâu của Kim Cương Thừa, người ta sẽ không nhận được bất kỳ ân phước nào. Những bà mẹ và chị Dakini sẽ phiền lòng và kết quả là che chướng. Hãy ghi nhớ trong lòng. Vị thầy hóa thân nói: hãy trích chiết cam lộ của những giáo huấn khẩu truyền và ban cho người xứng đáng có nghiệp tương tục của những thực hành trước. Người mong muốn tận đáy lòng theo đuổi ý nghĩa thiêng liêng, và người sẽ thực hành với sự kiên trì. Công chúa Soga hỏi: thưa, điều đó có nghĩa gì? Vị thầy đáp: những người như vậy đều xem vị thầy của họ như một vị Phật. Họ có lòng sùng kính to lớn. Họ sẽ cảm thấy tin tưởng khi nhận được cam lộ của những giáo lý khẩu truyền. Vì tâm họ thoát khỏi nghi ngờ và lưỡng lự, họ xem giáo lý như viên ngọc như ý quý báu. Nhận thức những đau khổ của sinh hoạt luân hồi là chất độc, họ nỗ lực trong thực hành vì lợi ích của tương lai. Thấy được những mưu cầu của cuộc sống này là vô ích, họ có dũng khí chịu đựng và kiên trì to lớn khi cố hoàn tất sự giác ngộ vô thượng. Người cao quý như vậy không nhiễm ô vì cạnh tranh, tham vọng thèm khát vật chất và uy tín, là người con tâm linh của các đấng chiến thắng. Nếu con trao đầy đủ giáo lý cho người đó, sẽ lợi ích cho chính con và người khác. Hãy nhớ điều này trong tâm. Một bình chứa không thích hợp không thể giữ gìn dòng sữa của sư tử tuyết, mà khi rót vào bình bằng vàng, sữa sẽ có những đặc tính kỳ diệu. Vị thầy hóa thân nói: nếu con muốn đạt giác ngộ chỉ trong một đời mà không đi vào con đường kỷ luật tự thân, thì sự thực hành sẽ không thấm vào tâm. Do vậy, thực hiện kỷ luật tự thân là điều quan trọng. Công chúa Soga hỏi: thưa, người ta đi vào con đường kỷ luật tự thân như thế nào? Vị thầy đáp: trước hết, khi thực hành giáo pháp, nếu không thực hành với sự trì giới mà là khoe khoang, kiêu căng, lười biếng, con sẽ không thành công. Vì lý do này, hãy đi nhập thất ở một nơi như mộ địa, vùng cao, núi tuyết, một nơi ẩn cư hẻo lánh, nơi cư ngụ của một thành tựu giả, hay trong rừng vào tháng tốt lành như mùa hè và mùa thu, hoặc vào một ngày tốt như mồng 1, mồng 8 và ngày rằm. Ở một nơi như vậy, con hãy quét dọn, làm một chỗ ngồi, chuẩn bị bày một mandala cúng dường và sắp xếp một bàn thờ với những biểu tượng của thân, khẩu, ý, giác ngộ. Hãy cúng một tơ ma cho thổ địa, loài rồng và những loài khác với một cúng dường nước, ra lệnh cho họ kiềm chế không tạo che chướng và hãy là những người bạn đồng hành đức hạnh. Sáng hôm sau thức dậy, hãy gạt bỏ sự nhàn rỗi, thực hiện những hoạt động Phật Pháp
như cúng dường đến vị thầy và tam bảo, cầu nguyện và dâng Tama cho bổn tôn Dakini và hộ pháp. Khi dâng cúng Tama, đừng bày chúng quay ra ngoài, mà hãy quay vào trong con như một trùng hợp tốt lành để sự thành tựu không bị mất. Vào ban ngày, nên tu hành xem những tri giác của con như giấc mộng, nghĩa là hãy an trú một cách tự nhiên và thanh thản, không sửa chữa những gì xuất hiện. Hãy để cho kinh nghiệm của con tự do và rộng mở, nghỉ ngơi với sự tỉnh thức rộng mở và không trụ chấp. Vào buổi tối, con cần lấy tánh giác làm con đường, nghĩa là tăng cường sự tỉnh giác vào cuối ngày và nghỉ ngơi một cách cảnh giác và tỉnh thức, không rơi vào hôn trầm. Vào nửa đêm, hãy hòa nhập trạng thái ngủ sâu với pháp tánh và ngủ trong trạng thái vô niệm. Áp dụng quyết tâm mạnh mẽ suy nghĩ, tôi sẽ nhận ra những giấc mộng chỉ là những giấc mộng. Nhờ vậy, con sẽ có thể nhớ pháp tánh trong lúc mộng và được giải thoát khỏi hảo mộng hay ác mộng. Vào buổi sáng, con cần nhận pháp tánh làm con đường, nghĩa là khi thức dậy, thân con cảm thấy thoải mái. Hãy đem pháp tánh vào tâm và thực hành sự tỉnh giác này mà không tập trung chú tâm, không thiền định hay rơi vào hôn trầm. Đừng để mình giải đãi, lười biếng mà thực hành tỉnh thức rộng mở trong lúc vẫn giữ đúng những biện pháp của kỷ luật tự thân. Cho đến khi con hoàn toàn nhập thất, không nên mặc quần áo của người khác vì có thể gây nhiễm ô và làm tiêu tan sự thực hành của con. Nếu thực phẩm của con quá bổ dưỡng, con sẽ rơi vào sức mạnh của cảm xúc phiền não. Nếu nó quá tệ, thân con sẽ yếu, không thể tiếp tục thực hành kỷ luật tự thân. Hãy giữ một khẩu phần cân bằng và có điều độ. Đừng ăn những thực phẩm không sạch sẽ do ăn trộm hay thực phẩm bỏ đi. Không ăn thực phẩm của người bị nhiễm ô vì vi phạm Samaya hay người bị phiền não vì những thế lực xấu. Nếu ăn, sự thành tựu sẽ bị trì hoãn và chướng ngại làm không hoàn tất việc nhập thất của con có thể xảy ra. Đừng di chuyển chỗ ngồi. Nếu di chuyển chỗ ngồi hay giường trước khi hoàn tất nhập thất hoặc trước thời gian mà con nguyện, những dấu hiệu và biểu tượng sẽ biến mất và con có thể gặp những chướng ngại bất ngờ. Không nên thực hiện nghi lễ bảo vệ người khác hay cố gắng trục trừ tà ma. Nếu làm, khả năng của con sẽ suy giảm. Không tắm rửa những bụi bẩn trên thân, đầu, tóc, giặt quần áo, vì điều đó sẽ làm cho sự thành tựu bị mờ nhạt và biến mất. Không hớt tóc, cạo râu hay cắt móng tay, vì điều đó sẽ làm yếu năng lực của mantra. Đừng thuyết giảng cho người khác trong am thất của con, vì điều đó sẽ cản trở những dấu hiệu thành tựu. Không nên phát nguyện thực hành chỉ một lần trong thời gian dài, mà hãy phát nguyện hằng ngày. Nếu không, con sẽ bị Mara ảnh hưởng. Năng lực của mantra không phát triển vì nói chuyện với người khác. Vậy, hãy giữ sự tịnh khẩu. Nếu con tụng niệm Vajra của Kim Cương Thừa hay của những bổn tôn phẫn nộ với âm lớn, năng lực của mantra sẽ suy giảm và những tinh linh phi nhân sẽ hoảng hốt và ngất đi. Vậy, hãy tụng niệm mantra với âm nhỏ đúng cách. Nếu tụng niệm trong khi nằm, đếm mantra bằng tay để trên ngực, con sẽ gây trở ngại cho mình. Trong mọi trường hợp, khi thân con ngồi thẳng, kinh mạch sẽ thẳng. Điều này khiến cho phong đại tuần hoàn tự do, vì gió và tâm nối liền với nhau. Khi gió trôi chảy tự do, thì kết quả là tâm con sẽ duy trì sự chú tâm và tập trung. Thế nên, đây là lý do sâu xa nhất con nên giữ thân ngồi theo tư thế thiền định 7 điểm. Không ngủ vào ban ngày, điều này sẽ đem lại nhiều khuyết điểm. Vậy, hãy từ bỏ bằng mọi cách. Không khạc nhổ nơi người ta thường đi qua, vì điều này sẽ ngăn cản năng lực của mantra. Cho đến khi con hoàn tất thực hành nhập thất, hãy từ bỏ những hành động làm lợi ích người khác, những mưu cầu và sao lãng,
hay những hành động làm khuấy động thân, khẩu, ý của con. Hãy tập trung kiên trì vào thực hành trong lúc tăng trưởng các hành động đức hạnh cho lợi ích chính con. Trong lúc nhập thất, dù bất kỳ dấu hiệu tốt hay xấu nào của thực hành hoặc những biểu hiện huyền diệu có thể xảy ra, không nên quan tâm thích hay không thích hoặc đánh giá cái gì lấy và bỏ cái gì. Hành giả, hãy để tâm con nghỉ ngơi trong trạng thái tự nhiên của nó và tiếp tục thực hành cho đến lúc cuối. Khi kết thúc nhập thất, hãy thực hiện cúng dường tạ ơn, tháo mở sự giới hạn nơi nhập thất, nhưng vẫn duy trì điều kiện nhập thất trong vài ngày, không đi vào thành phố hay nơi xa xôi. Trong 3 ngày không ngủ ở nơi nào khác ngoài giường của con và tránh tầm nhìn của người không cùng chung Samaya. Không phô bày các vật dụng thực hành của con cho người khác và đừng chia sẻ những chất liệu thành tựu mà hãy chính mình hưởng. Từ lúc bắt đầu nhập thất cho đến khi hoàn tất, đừng đột ngột ra ngoài thất dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Hãy nhận thức nó như những che chướng của Mara và không chịu thua những khó khăn. Trong mọi trường hợp, một hành giả tự nỗ lực trong tiếp cận và thành tựu không nên tham gia những hoạt động hàng ngày một cách bừa bãi. Không ăn bất kỳ thực phẩm nào mình có được do tình cờ. Không mặc quần áo bẩn hay ô nhiễm. Không nằm xuống bất cứ chỗ nào để ngủ. Không phóng uế trong tầm nhìn của người khác hay nơi người ta qua lại. Đừng thực hành yoga không đúng lúc. Thật cẩn thận về cách cư xử của con trong mọi lúc. Nói chung, nếu con muốn hạnh phúc, hãy áp dụng việc thực hành pháp của con, kỷ luật tự thân và chấp nhận những hoàn cảnh khó khăn. Hãy chia ngày và đêm của con thành nhiều phần và thực hành đúng thời khóa. Do vậy, hạnh phúc của con sẽ kéo dài. Hãy nhớ điều này trong tâm. Vị thầy hóa thân nói, khi cố gắng đạt giác ngộ vô thượng, nếu không thể giữ nguyện của con trong một thời gian dài, con sẽ bị ảnh hưởng bởi những ma quỷ che chướng. Công chúa Soga hỏi, thưa, điều đó có nghĩa gì? Vị thầy đáp, khi con giữ nguyện thực hành những giáo huấn khẩu truyền không gián đoạn, hãy nhiệt thành áp dụng những đối trị để loại bỏ tham luyến người khác khen ngợi và sự trói buộc của thức ăn, đồ uống do sự tôn kính, đảnh lễ, cúng dường của người khác dành cho con và yêu cầu làm lễ bảo vệ, tức cầu an. Điều này chỉ làm gián đoạn việc thực hành tâm linh của người thiếu ổn định và tự tín. Khởi đầu, con có thể giữ nguyện trong 3, 7 hay 9 ngày, hoặc nửa tháng mùa đông hay 1 tháng mùa hè. Sau đó dần dần tăng lên nhiều tháng và nhiều năm. Tốt nhất là nguyện thực hành trong 12 năm, kế đó là 6 năm, và tối thiểu là 3 năm hay 1 năm. Nếu thậm chí không thể hoàn thành được điều đó, con có thể giữ kỷ luật này là chỉ sử dụng thân, khẩu, ý của con cho những theo đuổi tâm linh và thực hành trong 6 tháng, một mùa hè hay mùa đông không lười biếng và giải đãi. Điều này sẽ có ý nghĩa và con sẽ đi vào con đường giác ngộ. Nói chung, những lời nguyện mà người ta không thể giữ được là nguyên nhân lớn nhất của sự phạm tội. Do vậy, không nên thọ bất kỳ giới nguyện nào mà con không thể giữ. Hãy hứa chỉ nguyện tương ứng với khả năng con. Thực hành theo cách này là thâm sâu. Hãy nhớ điều này trong tâm. Vị thầy hóa thân nói, vào lúc hấp thu những giáo huấn khẩu truyền chân xác của vị thầy bằng thực hành, việc quan trọng là luôn giữ im lặng, là sự nhập thức về lời nói của con. Công chúa Soga hỏi, thưa, điều đó có nghĩa là gì? Vị thầy đáp, về mọi sao lãng, nói chuyện phiếm vô ích là sao lãng lớn nhất. Do đó, nói chuyện vô nghĩa không liên quan là nguy hiểm cho thực hành tâm linh. Có thể tịnh khẩu là sự nhập thức tối ưu nhất. Nó giữ cho con không rối loạn, ngay cả khi đang ở giữa chợ. Bất kể việc thực hành kỷ luật tự thân của con ra sao, giữ im lặng là quyết định tốt nhất. Nếu không thể làm được,
tối thiểu con nên tịnh khẩu cho đến khi hoàn tất thời kỳ thực hành. Do tịnh khẩu và thực hành tâm linh không gián đoạn, vì việc nói chuyện thường tình, con sẽ đạt được năng lực của ngữ và nhanh chóng thành tựu. Nói chung, nói nhiều mà không phải là thực hành pháp hay liên quan đến giáo pháp đều vô nghĩa. Không cần phải như thế. Nếu không cố gắng hướng đến giác ngộ vô thượng bằng lời nói của con trong việc tụng niệm, tán thán sau khi ngừng nói chuyện thông thường, thì con chắc chắn như một người câm. Hãy nhớ điều này trong tâm. Vị tổ hóa thân Bát Ma nói, khi thiện quán về bổn tôn Di Đam, nhận ra sự an định của thân, khẩu, ý là điều cốt tủy. Công chúa Soga hỏi, thưa, điều đó nghĩa là gì? Vị thầy đáp, quán tưởng thân con như tướng bổn tôn, xuất hiện rõ ràng nhưng không hiện hữu cụ thể, là sự an định về thân. Ngữ của con tụng mantra của bổn tôn vang lên rõ ràng và trong sáng như âm vang của tánh không, là sự an định của ngữ. Tâm con thanh tịnh và thoát khỏi tư duy dựa trên khái niệm, sự hợp nhất của cái biết và tánh không là sự an định của ý. Không lìa sự an định của thân, khẩu, ý là Maha Mudra. Khi con niệm liên tục ba chủng tử này, đó là tinh hoa của chư Như Lai. Om cho thân, A cho khẩu và Hum cho ý. Con được ban cho thân, khẩu, ý của tất cả chư Như Lai. Nói chung, nếu an trụ không lìa khỏi thân, khẩu, ý, giác ngộ, thì sự thực hành kim cương thừa của con chắc chắn không lầm đường. Hãy nhớ điều này trong tâm. Đạo sư Padma nói, giữ độ dài thời gian cho mỗi thời khóa với túc số tụng niệm là điều quan trọng. Công chúa Soga hỏi, thưa, điều đó có nghĩa gì? Vị thầy đáp, khi tụng niệm, hãy ấn định một ngày chia thành 3-4 thời và nguyện tụng niệm cả ngày lẫn đêm. Tốt nhất là 1.000 biến, tốt thứ hai là 500 biến, hoặc tối thiểu là 108 biến. Cho đến lúc hoàn tất số lượng đó, hãy giữ im lặng và không gián đoạn việc tụng niệm vì nói chuyện thông thường. Theo cách này sẽ không xảy ra chướng ngại. Kết hợp giai đoạn phát triển và thành tựu, và chính con áp dụng sự tiếp cận và thành tựu như dòng chảy đều đặn của một con sông là tính chất đặc biệt của thực hành chân chính của giáo huấn khẩu truyền. Tất cả những gì con khao khát hướng đến như tịnh hóa che chướng, tích lũy công đức, loại trừ chướng duyên và nhanh chóng đạt được hai loại thành tựu sẽ dễ dàng hoàn thành nhờ kết hợp giai đoạn phát triển và thành tựu với sự tụng niệm của sự tiếp cận và thành tựu bổn tôn. Về tất cả dạng tụng niệm, niệm ba chủng tự Om, A, Hum là tinh túy thân, khẩu, ý của tất cả đấng Như Lai. Ba chủng tự này là uyên thâm nhất và bao gồm tất cả. Do vậy, ba chủng tự này đem lại ân phước to lớn khi nguyện niệm chúng hoặc niệm vào lúc bắt đầu tụng niệm mọi mantra khác. Nói chung, tích tụ từng giọt nước có thể thành một đại dương. Đừng để đôi môi con rảnh rỗi mà hãy liên tục tích lũy dù một âm độc nhất của mantra. Đây là điều quan trọng nhất. Rồi đến một lúc nào đó sẽ đạt thành tựu. Hãy nhớ điều này trong tâm. Đạo sư Bát Ma nói, không hợp nhất phương tiện và trí tuệ, kim cương thừa sẽ lạc vào con đường sai lầm. Công chúa Soga hỏi, thưa, điều đó nghĩa là gì? Vị thầy đáp, phương tiện ám chỉ nguyên lý không lỗi của cái gì người ta đang thực hành, dù ở giai đoạn phát triển hay thành tựu. Trí tuệ ám chỉ kiến giải cái thấy, ý nghĩa của pháp tánh rỗng không và quang minh tự hiện hữu. Không nhận ra rằng cái thấy tức kiến giải là cái thấy rỗng rang tự hiện hữu trong chính con sẽ không đi vào con đường của trí tuệ. Do trí tuệ thiếu vắng phương tiện, con sẽ không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Và vì phương tiện không có trí tuệ, pháp tánh không được đem vào thực hành. Thế nên,
điều cần thiết là hợp nhất chúng, không để chúng tách rời. Nói chung, việc tách biệt phương tiện và trí tuệ giống như con chim chỉ bay bằng một cánh, còn không thể đạt quả vị Phật. Hãy nhớ điều đó trong tâm. Đạo sư Bát Ma nói, không thực hành tính bất dị của thiền định và hậu thiền định, con sẽ không đạt được tánh không. Công chúa Soka hỏi, thưa điều đó nghĩa là gì? Vị thầy đáp, trong khi thiền định, con an trú trong tinh túy phi vật chất của pháp tánh, biết nhưng không có suy nghĩ dựa trên khái niệm. Trong lúc hậu thiền định, con nhận ra mọi sự đều rỗng không, vô tự tánh. Thoát khỏi bám luyến hay say mê kinh nghiệm hư không, con sẽ tự nhiên tiến bộ vượt khỏi thiền định và hậu thiền định. Và không chấp vào mục tiêu điểm dựa trên khái niệm hay hình dung về các thuộc tính, giống như sương mù và mây tan biến tự nhiên trong bầu trời rộng mở bao la. Nói chung, trong cả hai thời thiền định và hậu thiền định, sự thiền định của con về bản thể của pháp tánh cần vượt lên sự trong sáng và che chướng, như quan sát hình ảnh trong gương. Đạo sư Bát Ma nói, nếu con không thể thiền định bằng việc xua tan một cách tự nhiên hôn trầm và trạo cử, con sẽ rơi vào những lỗi lầm cực đoan của chúng, mặc dù con thiền định. Công chúa Soka hỏi, thưa điều đó nghĩa là gì? Vị thầy đáp, vào lúc thiền định, hãy an trú trong trạng thái tự nhiên của pháp tánh bằng cách nhìn thẳng vào hôn trầm, trạo cử, vân vân. Khi chúng xuất hiện, con sẽ thấy tự thân sự hôn trầm là pháp tánh rỗng rang. Khi sao động, hãy nhìn thẳng vào tự thân sự sao động và con sẽ thấy đối tượng của sao động cũng rỗng không. Khi loại bỏ được ý muốn gạt bỏ hôn trầm và trạo cử và con không còn bám vào chúng như có thật, hôn trầm và trạo cử sẽ tự nhiên giải thoát khỏi những cực đoan của chúng. Khi con có thể thực hành việc làm tan biến hôn trầm và trạo cử theo cách tự nhiên này, thiền định tự hiện hữu sẽ xảy ra. Nói chung, vì mọi thiền định đều bao hàm cố gắng hiệu chỉnh hôn trầm và trạo cử, chúng trở thành sự thiền định dựa trên khái niệm. Nhận ra rằng gốc rễ của hôn trầm và trạo cử là tánh không, là điều cốt lõi. Hãy nhớ điều đó trong tâm.